về cái tác dụng của cái sản phẩm thì tôi nói thẳng luôn và cái tác dụng của mình. Thứ nhất đó, là đầu tiên là nó khi mà mổ uống là đầu tiên hết là nó tác dụng đến cái da. Đúng rồi, da cái là nó da là nó bớt những cái nốt chấm và nó căng lên. Xong rồi đến 3 tháng thì nó bắt đầu tác dụng đến các mắt, tức là mắt của mình nó sẽ rõ hơn, nó bớt bị chói khi ra đường, nó sẽ đến con mắt, rồi nó bớt về đau. Lúc trước là cái cổ với cái lưng đó là nó đau lắm, nó đau lắm luôn á. Thì uống một thời gian, lúc đầu uống á là nó còn đau hơn á, nó đau phải đến 2 tuần sau là nó đau nặng chưa đó, thì sau đó là ớt đó, thì là coi như là ba cái nữa là nó chống táo bón rất là hay. Nhưng mà chống táo bón thì nó phải là cái nước chứ cái viên thì cũng không có tác dụng. Mà lúc đầu uống mấy tháng cái viên thì nó không có tác dụng, về nhưng khi uống nước vào một cái thì nó giải quyết cái vấn đề kia rất là tốt. Cái còn là bà già uống thì nó cũng tức là cũng bớt đau nhất. Mà có một cái nữa là cái mỡ máu á, nó giảm cực kỳ luôn. Với pinh đôi chưa nói làm được cái đấy đấy chị. Pinh đôi chưa nói là thông đỏ đấy, thông đỏ đấy. Uống cái mỡ máu á, của má rất là cao, đó là nó lên đến 7 chấm mấy. Nhưng mà cũng cứ phải uống thuốc tây, mà trong khi mình ở nhà thì ăn cực kỳ là kỹ. Thứ nhất là không có ăn mỡ dầu nhiều, nói chung là chỉ có canh mà ăn rau rất nhiều, thì bà già bác sĩ và cho nên bà già uống rất là kỹ. Nhưng mà vẫn cứ cao, uống thuốc tây mà nó cũng chỉ hạ rất là ít. Thế nhưng mà đợt vừa rồi ấy, Hà thì đi thử máu thì còn có 4.2. Xuống. Trời ơi, xuống. Đang bay luôn. 7.5. Kinh nhỉ, xuống nhiều quá. Thế là các chỉ số về máu các, tức là nói chung là các chỉ số thì là nó đều tốt hết, tại vì từ xưa bao nhiêu lâu rồi cả uống chỉ uống từ tháng 10. Tháng 10 này. Tức là 3 tháng đầu á. 3 tháng đầu á đi giống như nó vẫn đấy, nó vẫn chưa nhưng mà còn thậm chí còn tăng hơn bình thường nữa. Ừ đấy, cái 6 tháng thì bắt đầu là nó sụt xuống, thì làm cho coi như là bà già mà thì đang bảo cái lần này đi để vô để chụp cái xét nghiệm á. Chứ như bà còn có cái gì, cái tai thì bà có vấn đề gì? Tai thì cái nó cũng ổ đấy. Bây giờ nó cũng bớt bớt. Nói chung là mình uống thì cái sức khỏe nó sẽ khỏe mạnh hơn. Cái này mọi người hay hỏi là trong bao lâu? Đúng rồi. Thứ nhất tại vì thứ nhất là nó phải có thời gian, nhưng mà vì nhà uống cũng không có nhiều, tức là một ngày cũng chỉ một bình với lại một viên Vito thôi. Tại vì không có uống super. Thường mà khi mà mình nếu mà muốn chữa mà một cái bệnh gì thì mình phải lâu dài tập trung uống 3 tháng đầu là mình phải